Thưa quý vị, chạy treo hay còn gọi là chạy bộ địa hình thì là một môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào Olympic Doanh nhân 2030 năm 2019 ở lần tổ chức thứ 5. Và chắc có lẽ là chúng ta cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cũng như là những cái sự chuẩn bị thật sự tốt nhất trước khi đến với ngày tranh tài chính thức vào ngày 15 tháng 9 ở khu vực Hàm Đá này. Và chúng ta hãy cùng dành ít phút để trao đổi cùng với anh Tuấn để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là có những cái sự chuẩn bị thật tốt. Xin chào anh Tuấn và cảm ơn anh Tuấn đã dành thời gian tham gia với chương trình. Chắc có lẽ là anh cũng tìm hiểu là Olympic Doanh nhân 2030 năm 2019 thì chúng ta lần đầu tiên tổ chức môn chạy trail. Và riêng anh Tuấn thì tôi biết được là anh quá quen thuộc với cái địa hình của Hàm Đá này rồi, và cũng là một vận động viên thường xuyên tham gia các giải chạy trail. Vậy thì để có thể chuẩn bị tốt nhất cho Olympic 2030 ở môn trail thì anh có những cái lời khuyên như thế nào đối với các vận động viên của chúng ta? Dạ thì đối với môn chạy trail á, thì cái môn chạy này là nó là mình hiểu vấn đề là nó chạy là mình phải đi qua những cái đường xấu, mình phải leo dốc, mình phải là đi qua những đường đất, đường đá, đường sình vân vân. Thì cái môn này á, là nó đặc thù nó là vậy, thì là mình phải là cần chuẩn bị những cái thứ như thế này. Trước tiên là mình phải cần có một đôi giày. Đôi giày thì này nó phải có cái độ bám, tức là nó phải có gai hoặc là nó có cái độ bám. Thì để mà khi mình vượt qua sình lầy hoặc là đất hoặc là mình leo á, thì nó sẽ không có bị trượt. Đó, thứ nhất là giày. Cái thứ hai á, là nếu như vận động viên á, khi mà tất cả mọi người mà tham gia cái môn này á, là người ta thường là trang bị là ba lô nước. Ví dụ như là thay vì mình cầm một cái chai nước theo, thì là hiện giờ chai nước thì vận động viên người ta hay quăng xả rác, hoặc là ví dụ như là cái ba lô nước thì nó sẽ tiện hơn. Ví dụ như mình chạy mệt thì mình chỉ cần lấy cái vòi mà và mình hút và vừa hút mình vừa chạy đó. Còn về mà kinh nghiệm mình chạy á, thì thực ra địa hình ở trên làng đại học ở Hầm Đá này á, thì nó không có quá dốc và quá cao, cho nên mình cũng không cần phải chuẩn bị gậy. Nhưng mà cái mình cần thêm là trời nó sẽ nắng thì mình sẽ cần là mang mắt kính hoặc là mũ nón để mình che nắng. Và một cái kinh nghiệm chạy trail nữa thì là tất cả những người mà chưa có thường xuyên mà chạy cái môn chạy trail, chạy địa hình này á, thì mình không nên là mình push sức mình quá, và mình nên là ví dụ như là trong những cái đường bằng mà đường đất đá thì mình chạy đều, nhưng mà ví dụ khi nào mà có leo dốc rồi nọ thì mình nên đi thôi, mình đi bộ từ từ lên, xong mà khi mà mình thả xuống dốc thì bắt đầu mình mới chạy từ từ xuống. Thì cái đó thì nó sẽ giúp cho mình đỡ bị mất sức hơn này nọ. Nhưng mà có những vận động viên á, thì có thể nếu như mình chuẩn bị tốt hơn á, thì mình nên chuẩn bị những cái thức uống mà nó bổ sung lại sức khỏe cho mình. Ví dụ đó vậy. Thì nếu như mà mình chạy một cái chặng dài xa thì mình phải trang bị nhiều thứ hơn. Nhưng mà đối với địa hình ở trên làng đại học, ở trên Hầm Đá này á, thì mình chỉ cần là trang bị những cái cơ bản như vậy là em nghĩ là khá ổn rồi. Tôi thì tôi được biết thì chạy road nó rất khác với chạy trail. Chạy road thì đường bằng và chúng ta cũng phân sức một cách đều đặn hơn so với chạy trail. Và còn về bộ môn chạy trail ở Hàm Đá ở kỳ Olympic 2030 năm 2019 này thì Tuấn cũng đã tư vấn rất nhiều, Tuấn cũng đưa ra rất nhiều thông tin rồi. Nhưng tôi để ý thì ở khu vực Hàm Đá cũng có những cái địa hình là uphill hoặc là downhill. Và về cái vấn đề đó thì Tuấn có những cái lời khuyên như thế nào đối với các vận động viên của Olympic 2030 chứ? Thì giống như hồi lúc nãy Tuấn vừa mới nói xong là khi mà mình leo dốc uphill thì là mình phải nhìn xem cái địa hình đó, dốc đó có cao hay là không, hoặc là cái dốc đó nó có đá hay là nó có những cái hố gì không, thì mình phải nhìn thấy trước và mình phải tránh nó. Và mình leo thì mình leo vừa phải sức mình. Nếu như mà ai có sức khỏe hơn thì mọi người vẫn chạy bước nhỏ, còn không thì mình chỉ cần đi thôi. Mình cứ đi bộ và leo lên, vừa uphill xong một cái thì khi mà mình nhìn cái đường downhill thì mình sẽ nhìn phân địa hình đó và mình phân tán lực là mình có thể mình chạy xuống. Có thể ai có sức và ai có skill tốt thì người ta sẽ chạy nhanh hơn, còn không thì là người ta sẽ chạy đều xuống. Đó là cái đặc thù của trail đó. Còn nếu như mà uphill mà mình cố gắng mình push quá, mình cố chạy lên đó, thì là nó sẽ gây hiện tượng là cơ nó sẽ bị căng, và lúc đó thì mình sẽ không có bao giờ mà mình sẽ chạy hết được một cái đường đua của mình. Xin cảm ơn Tuấn rất nhiều về những cái sự chia sẻ như thế này để các vận động viên của chúng ta có thể hoàn thành, ít nhất là hoàn thành cái cự ly ở Olympic 2030 năm 2019, và cao hơn nữa là chúng ta sẽ nhắm đến những cái vị trí nhất nhì ba chẳng hạn và đoạt được những cái giải thưởng ở kỳ giải đấu năm nay. Còn bây giờ xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.